Nhà hàng phục vụ thực khách trong những nhà kính riêng biệt để phòng chống COVID-19. Nhà hàng MediaMatic Eaton ở Hà Lan đưa vào hoạt động những nhà kính trong suốt riêng biệt để vừa có thể phục vụ thực khách trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn vừa đảm bảo quy định về giãn cách xã hội. Đây có lẽ cũng sẽ là xu hướng mà nhiều nhà hàng sẽ áp dụng trong tương lai. Khi tình hình dịch bệnh virus corona chủng mới, COVID-19, bùng nổ, việc kinh doanh các nhà hàng giảm sút khi thực khách lo sợ sự lây lan gây ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe. Để cải tiến xu hướng phục vụ, giúp thực khách vẫn có thể trải nghiệm thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng hấp dẫn mà vẫn đảm bảo việc hạn chế tối đa tiếp xúc đông người có thể khiến lây nhiễm chéo xảy ra. Nhiều nhà hàng trên khắp thế giới đã đưa vào thực hiện nhiều ý tưởng thú vị như vách ngăn trong suốt phân cách giữa các bàn ở Trung Quốc và mới đây nhất là những nhà kính nhỏ riêng biệt. Nhà hàng MediaMatic Eaton ở Hà Lan đang thực hiện dự án mang tên Sir C. Paris nhà kính riêng biệt. Theo đó, họ đã cho đặt các nhà kính nhỏ bên bờ sông cạnh ngay cạnh khu vực nhà hàng chính. Tại những căn chòi kính xinh xắn này, thực khách sẽ được thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến với tầm nhìn ra thiên nhiên sông nước thơ mộng. Chủ nhà hàng William Ventoven chia sẻ, chúng tôi đang học cách dọn dẹp, cách phục vụ thế nào để có thể lấy các đĩa đã sử dụng một cách thanh lịch để thực khách vẫn cảm thấy được chăm sóc chu đáo. MediaMatic Eaton chuyên phục vụ các món ăn thuần chay. Và tại đây, bạn có thể thấy nhân viên phục vụ đeo găng tay và đeo tấm chắn giọt bắn, sử dụng tấm ván dài để mang đồ ăn vào nhà kính để hạn chế sự tiếp xúc. MediaMatic Eaton đã tổ chức buổi thử nghiệm hoạt động vào ngày 5 tháng 5 với thực khách chính là người thân và bạn bè của các nhân viên làm việc tại nhà hàng. Kết quả thu được vô cùng khả quan. Nhà hàng thật ấm cúng, đẹp và đồ ăn thì ngon. Janita Vermeulen, người được mời đến trong bữa tối dùng thử với bạn cùng phòng nói về cảm nhận của bản thân. MediaMatic Eaton hy vọng sẽ có thể mở cửa đón khách vào ngày 21 tháng 5 tới với khoảng 5 nhà kính được đưa vào hoạt động. Hiện tại, các nhà hàng ở Hà Lan vẫn đang phải đóng cửa cho đến ít nhất ngày 19 tháng 5, tuy nhiên nhà bếp có thể hoạt động để khách hàng có thể mua mang về. Hiệp hội nhà hàng Hà Lan cho biết, ngay cả khi các nhà hàng được phép mở lại với lượng khách hạn chế và các biện pháp an toàn, nhiều nơi sẽ gặp khó khăn tài chính nếu các quy tắc giãn cách xã hội được duy trì.